Thưa các sư, năm thủ uẩn này là phố trong kinh nên được hiểu như thế nào? Bản thân năm ngũ uẩn cấu tạo nên con người, từ bản chất của nó là khổ, hay là năm ngũ uẩn này bản chất tự nhiên nó không phải là khổ, nhưng sự bám chấp thủ vào năm uẩn này cho là ta, là của ta, tự ngã của ta, chính việc bám chấp này mới tạo nên khổ. Con đang hiểu theo cách hai, vì các vị A-la-hán vẫn còn năm uẩn nhưng các ngài không còn khổ nữa. Các ngài không còn chấp thủ vào năm uẩn này, đây là ta, là của ta, tự ngã của ta. Lại nữa, trong diệt đế để chỉ ra cách diệt khổ, Đức Thế Tôn vĩ đại đã nói rằng đó chính là ly tham, đoạn diệt không có dư tàn khác ái ấy. Khác ái ở đây được nói tới chính là tập đế, nguyên nhân gây ra khổ. Như vậy Thế Tôn không nói rằng ta phải trừ diệt đi năm uẩn thì mới hết khổ, mà trừ diệt đi sự tham ái chấp thủ của các pháp vào năm uẩn. Như vậy liệu con có thể kết luận rằng năm uẩn bản chất tự nhiên nó không phải là khổ, mà sự tham ái bám chấp vào nó mới gây ra cảnh khổ không? Con hiểu như vậy có đúng hay không? Cái vấn đề này là nó liên quan đến cái bài kinh trước sư vừa mới trích dẫn cho quý vị. Quý vị vui lòng mà xem lại cái bài kinh trước đó là gì. Đức Thế Tôn hỏi: sắc là thường hay vô thường? Vì Bà La Môn nói: bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, nó là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: mà nó là khổ. Tương tự như vậy Thế Tôn hỏi: thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: nó là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: nó là khổ. Đơn giản như vậy thôi. Làm ơn quay lại học giáo lý giùm sư, đơn giản ha. À, dạ vâng, mời sư Tuệ Tường. Xin thưa đại đức và xin thưa quý vị, khi mà sư đọc cái câu hỏi này nè, hình như là cái câu hỏi này là cùng một vị hỏi hay sao, cái email, Đúng cái rồi, câu hỏi trước. cùng một vị. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Khi mà sư đọc lại câu hỏi này nè, đúng không, thì sư nhớ lại cái lời mà sư hiện tại vừa mới nói á, là nói chung là mình phải cố gắng mình học kỹ hơn quý vị ơi, tại vì á ở trong đây có cái đoạn là như vậy nè, mà sư thấy nó có sư thấy là đây là kiến thức cơ bản, mà ở đây cái vị hỏi ở đây không phải sư trách gì nha, chứ không có trách khứ, không phải là lên đây sư mấy quý sư trách quý vị về gì, nhưng mà có những cái điều á quý sư phải nói để quý vị nắm lại kiến thức căn bản rồi đã, rồi mình hãy tiến hành mình tu, mình học tuần tự á, nghĩa mình học tuần tự á, không y như ở ngoài đời mình học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó, tuần tự như chứ tự nhiên mình mới học cái lớp 1, lớp 2 mình đòi học đạo hàm, mình đòi học tích phân á, không thì đừng, cái đó là nó quá sức mình đó. Tại vì ở đây có cái đoạn là như vậy nè, lại nữa dạy mời xin mời đại đức hành tại dẫn chứng cái câu hỏi quay lại chiếu màn hình qua câu À, hỏi. dạ. Dạ. Lại nữa, trong diệt đế để chỉ ra cách diệt khổ. Dạ xin thưa quý vị, cái diệt đế á, diệt đế ở đây chính là niết bàn thưa quý vị, còn để chỉ ra cách diệt khổ á, chính là đạo đế thưa quý vị. Có nghĩa là ở đây vị vị này hiểu hiểu nhầm hiểu sai á, nghĩa là cái vị này đã hiểu sai rồi đó, cho nên là từ sai cái cơ bản này nè mà hỏi quý vị này, hỏi rất là nhiều, hỏi những cái vấn đề khác á. Nếu mà riêng bản thân sư nha, không phải sư khó gì, nhưng mà nếu mà sư đọc vô thì thấy đây sai á, thì sư chỉ khuyên là nên bài học lại cái kiến thức căn bản mình cho mình vững rồi đã, đúng không, để mình tốt hơn chấm gì, chứ quý sư không trách gì quý vị ở đây, đúng không? Chứ kiến thức căn bản về tứ diệu đế, ví dụ là cái nào là khổ, thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt, thế nào là đạo, mình không nắm vững á, mình không vững cái thức gọi là cái thức sơ đẳng, cái thức cơ bản, thì làm sao mà mình có hiểu được những cái cao hơn, không? Một lần nữa sư xin nhắc lại cho quý vị á, là diệt đế chính là niết bàn, không? Còn nói là chỉ là cách diệt khổ á, chính là đạo đế, quý vị, đạo đế là chỉ bát chính đạo, chính là giới định tuệ. Dạ, xin kết thúc cái phần trả lời đây. Dạ.